Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tốn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của dòng dõi phù thủy tác giả Nguyễn Hồng Dung. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. À, thầy Đạt vốn là một truyền nhân cuối cùng của dòng dõi phù thủy từ cái thời cổ đại, từ thời Âu Lạc À, nó hoàn toàn thuần của của Việt. Đó, là hoàn toàn thuần Việt. À, chỉ là vì dòng lịch sử nó trôi qua rồi, có quá nhiều điều nó xảy ra cho nên thầy đạt là truyền nhân cuối cùng. Và những cái phép thuật của cái dòng dõi phù thủy này nó cũng rất đặc biệt, nó khác với những cái đạo pháp uh, bị chúng ta tiếp thu từ văn hóa của Trung Hoa các bạn nghe chuyện cũng có thể thấy những cái nét rất là riêng rất là đặc biệt và lần này thì thầy đạt đang đối đầu với một cổ sư và trong đó thì dường như nó còn có một cái âm mưu nào đó khi mà chúng ta phát hiện ra là chính người cha lại đoạt mạng và phong hồn của cô con gái mình âm mưu của họ là gì bọn chúng định làm gì và thầy đạt sẽ đối đầu với chúng như thế nào thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh youtube. Chuyện ma quang A Tốn và đừng quên. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick Facebook mình ghi ở bên bình luận fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Dòng dõi phù thủy tác giả Nguyễn Hồng Dung. Cỡ độ dăm tiếng xong, Lúc bấy giờ đã là gần trưa Thầy Đạt ngó lên trời thấy âm u bất thường Trong tay bấm độn quẻ tượng Thấy thiên tượng rõ ràng là phải quang đãng Có sao dị tượng lại như thế này Nghĩ là có sự yêu ma càn quấy Thầy Đạt sắp xếp một vài thứ pháp khí Định rong rủi một đoạn Chợt từ ngoài ngõ Vang lên hàng loạt những âm thanh rầm rập Như có cả đám người đang nháo nhác Thầy nheo nheo mắt đang định đi ra ngõ thì thấy hai người con gái ban nãy dẫn theo một đoán ng toán người khiêng cáng gương mặt thất thần gọi với vào bên trong thấy rồi thấy rồi thầy thầy bố con rồi thầy ơi thầy ơi cứu cứu bố con với cả đoàn người hơn chục người kéo đến một mạch lúc này thầy mới nhìn người nằm ở trên cáng cũng không phải là ai xa lạ lại là lão hậu quản trang nhà ở ngay cuối làng theo lẽ thường thầy cúng, quản trang và nhà bán vàng mã đều có mối quan hệ đặc biệt. Nói là thân thuộc thì cũng không có đến mức, nhưng chắc chắn là phải qua lại ít nhiều. Thế nào? thế tìm thấy ở đâu? Dạ, ở chỗ đầm tôm ạ. Ngay cái bãi tha ma bỏ hoang ạ. À. Thầy đạt gật gù rồi sờ động mạch của nạn nhân. May mắn là vẫn còn thoi thóp. Đưa bố vào nhà, đun nước sôi cho cả quế bổ kết lá xả nhờ vào nhanh cái chân lên ơ kìa thế sao còn đứng được ra đấy Dạo lên xem nào thầy vẫn thong dong chắp tay sau đít đi vào nhà lấy ra một bộ kim châm cứu cắm hai cây kim dài hơn găng tay vào bả vai và đan điền của nạn nhân lại vành mắt mũi miệng để xem trong ấy có dị vật bất thường gì không may là ở trong khoang miệng chỉ có vài nhúm cứt trâu khô chắc là do mấy thứ tà ma vớ vẩn nó quấy quả. Thầy lấy từ trên ban thờ ra một bó nhang, vật ngửa cái thây giả lên, đốt cháy bó nhang phừng phừng. Thầy hơ hơ mấy chữ tượng hình, thế rồi nhét thẳng ngọn lửa vào khoang miệng trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Mấy tiếng xèo xèo bốc lên, người ta còn ngửi rõ mùi da thịt bị đốt khét lèn lẹt. Thầy đạt nhăn mặt bặm môi, Bây giờ thầy mới phà ra một hơi khói chỗ lòng bàn tay rồi vỗ bom bóp lên đỉnh đầu của nạn nhân trong tay bắt ấn khuôn miệng đọc chú thầy vần nạn nhân lại rồi rút phụt hai cây kim ra kỳ lạ lão già đang nằm bất động chợt ho lên sù sụ đám cứt trâu ở trong miệng trong họng cũng nôn chớ ra bằng sạch đấy xong rồi đấy lấy cái thứ nước lá xả ấy cho bố mày tắm ngày hai lần một tuần là hết Thầy Đạt phổi phổi đít quần Rồi ra bàn trà rót lấy chén nước Cho nạn nhân uống Lão hậu nốc cạn Ngước mắt mở đục nhìn thầy Thế sao Cơm ở nhà không ăn mà Cụ lại lao ra cái bãi tha ma ăn cứ trâu thế hả Cụ chết thì lấy ai đảo huyệt cho con cháu Lão hậu gượng ngồi dậy thở dài sườn sượt Cánh tay cầm chén nước vẫn run bẩn bật Khổ quá Đêm Để đêm đêm khóa đang ngủ tôi tôi bị bóng đè người mỏi quá định bảo bà nhà pha cho ít nước táo tàu nóng uống cho dễ ngủ ai ngờ vừa ra khỏi sân thấy ngoài cổng có đàn lợn con nó đi qua tôi lấy làm lạ là không biết đang đêm đang hôm ở nhà ai sống lợn mà kẻ cũng lạ lúc ấy tôi cứ mụ mị cả đi đàn lợn nó chạy đi đâu thì tôi đi theo đến đấy mà nó không đi nhanh đâu thầy ạ à. nó cứ lững thững lững thững đi tôi đi theo chúng nó một đoạn thì xa nhà quá rồi lúc định bỏ đi thì lại chẳng thấy đàn lợn đâu tôi nghĩ dại có khi nào mình gặp ma sợ quá định quay lại chạy thì tay chân nó tê cứng xong thế nào thì có ông đặt ống luôn đêm đi qua tôi định gọi với theo nhờ người ta đưa về thì chả thấy nói gì chỉ đứng im phăng phắc Thế xong nó quay người cái đầu lại Nó vặn ngược ra đằng sau Như thế này này Vừa nói cánh tay của lão hậu Lại vặn lấy vặn để cái khớp cổ của thầy Đạt mà biểu thị Có vẻ như cái nỗi kinh hãi ở trong lòng còn chưa nguôi Lão tiếp Đến lúc ấy tôi mới nhận ra Cái người đặt ống lươn ấy là bạn đồng ngũ của tôi ngày xưa Cơ mà Cơ mà Cơ mà nó chết lâu lắm rồi Nhiễm đi làm sao mà tôi quên được thế xong tôi sợ quá tôi, tôi 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 chả còn nhớ gì nữa được rồi như thế là nắm được rồi thầy đoạt xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt của ông già khốn khổ mọi việc dần trở nên kỳ quái với ai thì không biết nhưng với lão từng một thời phong sương chinh chiến đến những năm tháng sống trong bom đạn ở trào lửa quảng trị còn không làm cho lão sợ được Thế mà thứ ma cỏ này nó lại có uy lực đến thế. Đến người quản trang còn bị dọa thì bảo dân thường biết sống làm sao. Nghĩ bụng thế nào thầy chép miệng. Đám người thấy sự vụ đã ổn thì cũng giải tán gần hết. Thầy gọi hai đứa con của lão hậu ra một góc dặn dò. Rồi lấy ra sấp tiền ở trong quần xịp. Này, này, thầy giữ giữ, cầm lấy, thầy đùa thôi, cầm lấy mà đong học nha. Sau này nhớ này Cho dù là gì cũng không được tiếc tiền với bố mẹ nhá Đây Hôm nay là 400 Ngày sau có là 400 triệu thì cũng không được tiếc nhá Đi về đi Lúc nào nhớ đồ tuổi thì sang đây chơi với thầy Nha Thầy ra vẻ thanh cao Lại đụm đụm cái chùm tóc giống như tổ quả trên đầu thành bối Ho khan mấy tiếng Nhìn chị em nó cười tiếu tít Tự nhiên thầy cũng thấy vui vui Ấy mà còn không quên gọi với này <laughs> Có con vòng theo đấy Con vòng to lắm Tối sang đây anh bắt vòng cho nhá Còn chị ấy. Còn con em thì lớn nhanh lên nhá <laughs> Tiền sư Thầy thong rong đi vào trong nhà Miệng thầy ti tỉ hát một giai điệu trèo Mà thầy xuyên tạc Em xinh Tình tình là tình cốp Em xinh là xinh như cây nua Tình tình là tình cột Cây nua lặng chịu bông Tình tình là tình cổ Em già đông em trồng cả mông Ý Anh đi qua là anh vỗ ý sau sự vụ của lão hậu làng quê vốn yên bình bất chợt phát sinh nhiều sự linh dị không biết từ đâu ra mà nhiều ma đến thế thầy đạt liên tục nhận tin báo hết cả làng trên đến xóm dưới gặp chuyện hồn ma bóng quế nó cằn quấy có người nói lúc đi chợ nhập nhoạng gặp bóng trắng treo cổ ở trên chỗ gốc gạo có ông cất trõm đêm lại gặp đứa con gái cười miệng ngoác dây đến tận mang tai ở ngay chỗ xó tre đầu làng lại có kẻ kháo ầm lên rằng là chỗ cái giếng hoang ở bên xóm chùa đêm đêm nghe tiếng trẻ con khóc choe choé thực hư thế nào thì chưa ai kiểm chứng nhưng chỉ biết trong ba đêm liền thầy đạt không ngủ được quá nửa tiếng thầy gầy dọc cả đi không ăn nổi ngủ cũng chẳng được giấc vừa đặt lưng xuống tấm phản thì lại có kẻ đến trình bày sự vụ không làm cách nào để mà dọn dẹp sạch sẽ được thầy uất lắm cứ dập đầu này thì đầu kia nó lại cháy Mà thầy thì có phải là ba đầu sáu tay đâu Đêm nay cũng chẳng ngoại lệ Vừa mới kịp buông bát cơm Miếng cả pháo còn chưa trôi khỏi cổ họng Thì đã nghe tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhẳng Ở ngoài hiên Thầy bực bội ngó đầu ra Chó Im mẹ à cái mồm đi Dứt hết cả đầu đi Chó Lục tục Thầy khoác cái áo dài rồi phi ra. Vừa lúc thấy bố con nhà lão hớn lái đò chạy đến hớt hải. Sao? Tả mị ở đâu? Hôm nay nó làm gì? Nói luôn đi. Thầy giáo hoành lại bấu lấy bả vai đang run lên bẩn bật của lão hớn đỏ. Thầy ơi, vợ tôi, vợ tôi. Vừa kịp nghe đến thế, thầy lập tức chạy một mạch để cho bố con nhà hớn chạy đằng sau kêu che chóe. Không không phải thầy ơi Bên lại Bên lại Bên lại lại Liếc về phía sau Thầy đạp lập tức ngoặt sang con ngõ dẫn ra đằng ủy ban Chỉ cỡ độ chừng 2 phút chạy bạt mạng Thì trước mặt thầy Đã thấp thoáng bóng đèn pin Đèn dầu Người ta đang súng đông súng đỏ Ở gốc cây xà cử cổ thụ Ngay chỗ cái ao cụ đầm Sao có chuyện gì đây Thầy nói vọng Lại lách qua đám người tiến vào bên trong dưới ánh đèn đốt lập lòe Chỉ thấy ngay gốc xà cờ có người đàn bà đang nằm bất động Từ thất khiếu nhẹo ra từng dòng máu đen đặc Toàn thân bị vô vàn những thứ dễ cây xiết lấy Đến mức xương cốt nát cả da co rúm vào tứ chi Ấy chính là bà Hớn Đây là cái chết thứ tư đã xảy ra liên tiếp Thầy bậm môi Lại không ngừng đưa tay vuốt mặt Những tưởng chỉ là dăm ba cái câu chuyện ma xôi quỷ khiến ấy thế mà chết đến bốn mạng người quả thực là mọi thứ đang dần dần vượt qua khỏi tầm kiểm soát của thầy tuy nói từ buổi chiều đấu pháp với tên tà sư thầy đã linh tính rằng chuyện này không hề dừng chỉ là thầy ở ngoài sáng hắn ở trong tối mọi toan tính đều đẩy thầy đến hướng bị động mẹ mà mày chứ thầy đạt thở hắt ra một hơi đoạn bảo nào thì mọi người một chân một tay lấy rào dựa cái gì cũng được giúp người ta trở ra Chết rồi thì phải toàn thay chứ ai lại để thế kia bao giờ Dạ chúng con thử rồi thầy ạ Trong đám người có kẻ mau mồm lên tiếng Vừa nãy chúng, chúng con thử chặt cái rễ cây Cơ mà nó bấu chặt vào thịt gỡ không nổi ạ cứ, cứ như là nó nó mọc ra từ người bà hớn chứ, chứ không phải là từ cái cây thầy ạ Thầy Đạt nhìn thoáng qua vẻ kinh ngạc bấy giờ mới tiến lại phía cái xác Đang nằm quạt quẹo Ngó ngó Quả là từ trong cặp mắt đang trợn lên trừng trừng Vô vàn những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ Vẫn đang không ngừng cựa quậy Như là chỉ trực chờ đâm xuyên qua rác mạc chui ra Ai cho tôi mượn con dao phay Có ai mang đây không Dạ dạ có đây có đây ạ Từ một bên Tay vũ đổ tể phăm phăm đi tới Rúi cho thầy con dao bầu Mà gã hay chọc tiếp lợn Vừa hay thầy cũng đang cần có cái thứ sát khí nặng Như là đồ mổ lợn này Thầy lùi ra một bước Đưa con dao lên miệng Bình hành ân chứng tướng chuyển phù thi Bách quỷ vạn thần tuân y giáo pháp Thầy gì dầm niệm Sau đó thổi phù một cái Đoạn móc trong túi áo ra hai nắm lá ngải đã phơi khô Đốt lên lấy khói Thầy hít sâu một hơi Ngậm lưỡi dao vào trong miệng Tay thoăn thoát bắt ấn Đợi cho làn khói bốc lên Thầy trực tiếp thọc luân mũi dao vào lưỡi Mà chích huyết rồi thầy nhổ toẹt ra một bãi toàn là máu vào trong làn khói nghe ra cái tiếng xèo xèo từng làn khói không tản ra mà nó quây kín ở bên cái xác không tan lúc này thầy mới băm mấy nhát vào trong không khí kỳ lạ thế nào mà từng nhánh rễ cây cứ thế rơi xuống lả tả từ trong những cụm rễ cây ấy ứa ra cái thứ chất dịch xanh lè lè như là axit Thầy Đạt bấy giờ suýt xoa Này mấy ông mấy mà mà đỡ mà hốn ra đi Mấy ông mấy mà dạ, dạ thầy bảo gì Mấy ông mấy mà mà đỡ mà hốn ra Đóng nhịp lần Thầy Đạt cứ thế mà ôm cái lưỡi suýt xoa Cố gắng đang cầm máu ở lưỡi Còn đám người thì nghe thầy cứ líu la líu lô Thì trợn mắt không biết là ý thầy bảo gì Cuối cùng ở bên cạnh Một người mới dịch ra được ờ, Đỡ mà đỡ hốn Thầy, thầy bảo đỡ bà hớn Đau quá Quả thực thầy đạt lầm bẩm Nghĩ trong đầu Cứ mỗi một lần làm phép Lần thì cắt tay Lần thì cắt lưỡi thế này chẳng mấy Mà có khi là mình không chết vì ma vì quỷ Mà chết vì toe toét Này Đừng có để mà anh tạm vào cái thây xuống đất nhá Nghe nhìn, Đừng có để thây nhạm đất nhá Nếu nhịu được. Ờ, dạ 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 ông kia lại phải phiên dịch là thầy bảo không được để cái xác của bà ấy chạm xuống đất đau đéo chịu được thầy hắng giọng chuẩn bị phạt những nhát cuối cùng cho đến khi những cái rễ cây cuối cùng rơi xuống thầy mới găm thẳng mũi dao vào gốc xà cừ trước mặt lập tức có tiếng người đàn bà hét vang thất thanh vang vọng tới từ bốn phương tám hướng Thầy Đạt hừ lạnh Bậm môi quát Nói với chủ của mày Những người thế này chưa đủ làm tao sợ đâu Thầy mắt trợn lên Rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho tay vũ đổ tể Đứng bên cạnh phiên dịch Tay vũ đổ tể gật gật đầu rồi bước lên Chỉ tay ra xung quanh Thầy tao bảo Nói với chủ của mày Như thế này chưa đủ để cho bố mày sợ đâu Thầy liếc sang bên bố con nhà ông Hớn Đang quỳ dạp mà khóc Đưa bác gái về một lát nữa cháu sang giúp khâm liệm Ai dù cũng phải đi thôi Bác đừng buồn Ôi trời ơi tôi biết ngay mà Tôi biết ngay mà Ông hớn mếu máu Bà Bà chết rồi Là hà bá không cho tôi vớt xác con trinh Tôi cứ cố Mấy đời nay các cụ truyền lại mà tôi vẫn phạm Bà ơi Tôi giết bà rồi Tiếng gào đau như xé lòng Thầy Đạt biết Việc này chẳng liên quan gì đến Lão vớt xác của cô Trinh Thế cơ mà bây giờ biết giải thích với ông như thế nào Rằng là có kẻ đằng sau hãm hại Hay là kiếp số của bà Hớn Nó phải chịu như vậy Nói sao cho phải Cuối cùng thầy chẳng biết làm sao Quay về tư gia ném cái túi đeo qua một bên rồi ngồi bệt ở hiên nhà châm một điếu thuốc thơm gần ba năm nay thầy mới hút lại thuốc lá cái hương thuốc ngai ngái sọc lên đầu thầy cứ miên man suy nghĩ vậy là làng đã có đến bốn cái chết sự việc càng lúc càng xa tầm kiểm soát của thầy thầy cứ không ngừng xoa mặt rồi vuốt tóc rõ ràng là thầy biết những sự kiện quái gở gần đây thì đến chín phần là do cái kẻ tả sư kia gây lên chỉ là thầy hoàn toàn không đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì chỉ dùng một biện pháp sơ đẳng rằng thả vài con tà để làm vướng tay vướng chân thầy sau đó tùy nghi giết người thế nhưng mà phép thì càng đơn giản nó lại càng hiệu quả mẹ mày chứ để xem nào chết đuối này chết cháy này chôn sống này dễ cây giết này mẹ mày chứ thầy cứ lẩm bẩm trong miệng cố gắng tìm ra vài điểm nghi vấn Thế nhưng nghĩ chẳng ra nổi Rõ ràng là hắn không phải vì những người đặc biệt này Cho nên mới giết Cũng chẳng phải là vì muốn tu luyện thứ tà thuật nào đó Vậy nguyên nhân là gì? Thầy Đạt đứng phát dậy Cởi phanh cái áo ba lỗ còn đang vặn ở trên người Để lộ ra vô số những hình xăm vẳng vẹn kỳ quái Ở trên vai Thầy lao trực tiếp ra giữa sân thầy cần tập một bài thể thuật Có khi mồ hôi nó tiết ra Thầy lại nghĩ thông được điều gì đó Nghĩ thế thầy cứ thế Mà thi triển bộ pháp Vươn mình vận khí huyết tụ từ đan điền Đẩy lên khí môn Tay buông bắt đầu chân đạp thiên cương Trong một hơi thi triển đủ 36 bộ pháp thể thuật Của phái lâm sơn nội đạo Mọi chuyện bắt đầu dối lên Từ một tuần trước Tên dữ đầu tiên là sự mất tích bí ẩn của cô Trinh, sau đó là hai ngày đến anh chàng tử lạ nạn, rồi mọi sự nó cứ rối tung rối mồ. Khi đến cực điểm đại loạn là đêm nay, thầy vẫn không ngừng phát ra từng trạng thái quyền thế, từng đợt mồ hôi cứ bóng nhảy chảy xuống ướt đẫm cả trên vầng trán. Ánh mắt của thầy cứ đăm chiêu, môi của thầy mím chặt vào răng của thầy nghiến ken két mấy người hàng xóm cũng đã quen với sự này người làng người ta kính trọng người ta gọi là thầy đạt thế nhưng nếu như xét về góc độ một thằng thanh niên ngoài ba chục tuổi rồi mà chưa lấy được vợ thì người ta gọi là ông đạt hâm ông nhõi dở cứ thỉnh thoảng, bất chấp là ngày hay đêm, thỉnh thoảng ông ấy lên cơn, ông ấy ra sân, ông ấy tập võ huỳnh huỳnh. Thầy đạt lúc này như nảy ra suy tính gì đó, thầy ngưng bộ pháp chạy vụt vào trong nhà, lấy cái bát sành ở dưới bàn trà mà ngó ngó nghiêng nghiêng. Đám địa đỏ đã bắt đầu có phản ứng. Đạt thử nói xem, nếu như mày mà là thằng cổ sư kia thì Mày làm gì tiếp nhỉ? Thầy tự vấn bản thân rồi tự trả lời. Y như thể là trong đầu xuất hiện một nhân cách khác. Chắc là sẽ tiếp tục vung ra vài thứ tà quái để vướng tay vướng chân đối thủ. Chắc là như thế. Sau câu tự trả lời, thầy đạt nheo mắt lẩm bẩm Không không, tao... Tao không hỏi có mục đích. Tao hỏi là tao hỏi cái lý do. Thầy Đạt gõ tay xuống mặt bàn, nhìn về phía cái bát nhang đang nuôi mấy con đỉa tên tả sư kia hình như là đang muốn câu giờ đúng rồi thầy đạt cười lên ha hả ngay từ đầu những cái chết này không nhằm mục đích gì cả nó muốn làm mình rối trí làm mình bận bịu để dành toàn thời gian có thể là là đi tìm một thứ gì đó nghĩ đến đây thầy đạt lập tức nhấc máy điện thoại bây giờ đã gần hai giờ đêm Thế nhưng thầy muốn họp gia tộc ngay Đầu dây bên kia là một giọng Ngái ngủ của vị trưởng lão Ano à, Ai đời Thế có biết mấy giờ rồi không không để cho người ta ngủ à Lệnh áp đặt triệu tập Tộc trưởng Ma Văn Đạt truyền dụ Ngay Xong thầy đạt cúp máy Cái thứ được gọi là lệnh áp đặt triệu tập này Được sánh ngang với thánh chỉ của hoàng đế Thời phong kiến đấy từ cả ngàn đời đã là con cháu của Mai Sơn. Khi nghe lệnh áp đặt triệu tập thì nhất định phải một mực tuân theo. Cho dù là xẻ thịt lột da cũng tuyệt không mảy bay ý kiến. Chỉ độ 10 phút sau, trước chính điện nhà thầy là gần 30 chủ trưởng của mấy chục hộ gia đình tộc Mai Sơn năm ấy. Vốn dĩ chỉ có những bậc cao lão, đức cao vọng trọng mới có quyền góp mặt. Thế nhưng cũng đã mấy trăm năm mới có một lần duy nhất tộc trưởng dám áp lệnh Thế nên cho dù là chi lớn chi bé Tuyệt đối cũng sẽ tới để hóng hớt xem là sự gì Bước vào trong chính điện Thầy Đạt vẫn theo nghi thức cũ Cầm một chậu nước xối vào chân của từng người Cuối cùng mới dội vào chân mình Sau đó chỉnh trang y phục để làm lễ bái tế âu cơ thánh mẫu Ngồi xuống trước án tiền Thầy Đạt lấy ra một điếu thuốc Châm lên rít một hơi Thấy không khí im lặng như tờ Như nhớ ra điều gì Thầy nhấc chén nước trước mặt tập một ngụm Đoạn giải phần trà còn lại xuống đất Bây giờ mấy chục vị già trẻ Ngồi ở hai bên mới dám thở mạnh thành tiếng Chẳng hay Ông trưởng tộc Nửa đêm chiều chúng tôi đến co việc gì Vị già đầu nhất lên tiếng Lại bị thầy đạt giơ tay ra dấu im lặng Đến lúc thầy hút hết nửa điếu thuốc Mới bắt đầu mở lời ném tới trước mặt mấy tấm ảnh của những nạn nhân xấu xố mọi người chắc là cũng biết chuyện này cả rồi chứ thấy không ai nói gì chỉ gật đầu lấy lệ thầy tiếp xưa nay dòng tộc nhà ta lấy cứu người làm đầu nối nghiệp phù thủy phụng hành giáo pháp này áp đặt lệnh triệu tập mong các vị gắng sức trước ấy là vì tiên tổ sau là vì làng xóm thầy hít sâu một hơi đoạn nói về bốn cái chết này Hôm nay tạm thời chưa bàn tới Tôi muốn hỏi các vị một câu thôi Từ trước tôi dậy Từ cái ngày tôi mới lọt lòng đến giờ Đã hơn ba chục năm Theo cái nghề phù thủy chắc cũng từng ấy thời gian Các vị có nhận ra điều gì bất hợp lý không? Đến đây cả đám người nhao nhao không ngớt Xì sầm to nhỏ điều này ý nọ Thế nhưng cuối cùng cũng chưa ai nhận ra điều gì lạ Thầy cao tay có tiếng Thầy đánh đông dẹp bắc Ai mà không biết hay là hay là thầy đấy có vợ thầy gay bây giờ thầy gọi mọi người đến để 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 truyền truyền chi thờ cúng nhỉ chết thế thì nguy quá này đúng đúng đấy tôi thấy năm nay thầy ngoài ba chục rồi mà chả thấy cưới xin gì cũng không thấy yêu đương qua lại với con nào chết rồi thế là thầy bê đê rồi tháo nào thầy đạt vảnh vảnh tai nghe giật giật sau đó quay lại vỗ bản bôm bốp Này tôi mời các cụ đến đây để là xin cao kiến Chứ không phải là bàn chuyện phím đâu Thầy kéo hút một tấm bản đồ từ trong học tủ ra Cũng không có gì đặc biệt Đây là bản đồ địa chính của vùng này Đợt giữa năm trước thầy có dịp xem phong thủy mộ phần cho một nhà giàu có bên thôn đoài Nghĩ cứ bỏ xó cái tấm bản đồ mãi Nay thế nào lại có dịp dùng đến Thầy lấy cái bút chì kéo mấy đường đoạn phân trần đây nhá từ triển đê cho đến hết cái thôn đoài đây này cái chỗ này này đến hết khu vực của xóm chùa đấy đấy các cụ nhìn rõ chưa đây đều là những khu vực tôi từng làm pháp sự qua chỉ là vài cái việc còn con chả đáng nhắc tới nhưng các vị có thấy điều gì lạ không mấy chục con mắt đổ dồn tới theo đường bút chỉ thầy vạch cả đám người mới nhận ra từ trước đến nay ngôi làng chưa đến một ngàn hộ này chưa có bất kỳ điều linh dị kỳ bí nào Chỉ ít là từ khi thầy đạt hành nghề phù thủy Quanh khu vực bốn làng ở trong cái xã này Duy chỉ có làng mình là muôn đời yên bình Tôi hỏi các cụ nha Vì sao? Tôi chợt nghĩ ra cái điều này Không hẳn vì nơi đây địa thế trung linh Cũng không phải là vì có phúc thần chấn giữ đâu Thế thì vì sao? Hả? Vì sao? Ờ, ờ à. à có thể là là cổ nhân xưa trấn yểm chắc chắc là như vậy một người cỡ sấp sấp tuổi thầy đạt đứng lên có khi là như thế đấy thầy đạt mỉm cười chỉ cây bút chỉ tới rồi phán chuẩn đoạn tiếp duyên cớ ra sao thì không biết nhưng ngày đó những vị tổ tiên còn sống sót của mai sơn đặt chân ở đây để an cơ chắc chắn là có nguyên do đấy Tuy nói tôi là trưởng tộc Nhưng cha mẹ tôi mất sớm Thân cô thế cô Dĩ nhiên là có vài cố sự tôi không được biết Mong mọi người nhớ thử xem Nếu như đã từng nghe Về việc dòng tộc ta chân, Hoặc là ểm cái gì đó Ở làng này Thì xin cứ kể cho Một lần nữa Mọi người lại trầm mặc Người này nhìn kẻ nọ Vốn thâm niên cũng chỉ chạc tuổi thầy Đạt Lại không am tưởng chuyện huyền môn Thế nên chẳng có cơ duyên mà tìm hiểu việc trấn với trả yểm Các vị già cả thì bàn tán câu được câu trăng chung quy lại thì cũng chẳng đi đến đâu cả Nhà con cũng chả biết thầy ạ à. Chưa thấy các cụ nhà kể bao giờ Nhà con cũng không hay biết gì Chỉ biết là ngày trước Thấy thầy con kể là có thầy phù thủy của tộc Minh Trấn yểm Nhưng mà là yểm đất cho cho người ta xây nhà thôi sau cũng chả biết là có phát sinh biến động gì Thầy Đạt thở dài Dù biết chuyện chẳng liên quan Thế nhưng vẫn phải hỏi cho cặn kẽ Sau mới biết Vụ chấn yểm đó Là ở huyện bên cạnh Thầy nghiến răng ken két Châm liền một lúc bốn năm điếu thuốc Phun khói phì phò vào không gian Những tưởng mọi sự mới được khai thông phần nào Ai ngờ lại rơi vào bế tắc À có thầy ơi ừ còn nhớ rồi chợt một ông cụ độ ngót bảy chục lên tiếng ánh mắt lóe lên như vừa nhớ ra được điều gì thầy đạt nghe vậy thì mừng lắm vội vàng gọi người ấy kể ra người ấy mới hắng giọng thưa thầy bẩm các cụ các bác ngày trước ông cụ ba đời nhà tôi cũng theo nghề phù thủy có truyền rằng là cuối đời vua lê chúa trịnh làng mình có xảy ra biến cố chi tiết thế nào thì tôi chả nhớ rõ chỉ biết là ngày ấy trong làng có dòng họ mấy đời làm phú hộ giàu lắm sau không rõ thực hư thế nào ông phú hộ ấy nhớ giết nhầm vợ lẽ của ông quan chi phủ sau ông quan chi phủ ấy thù tính giết cả nhà người phú hộ cơ mà không được chắc là có vây cánh cho nên chi phủ nọ đành phải bó tay bó chân sau này ông phú hộ tự dưng lăn đùng ra chết không rõ lý do nhưng người ta đồn ập lên là chi phủ nhờ pháp sư cao tay giết người ấy thế là người nhà phú hộ sợ phải vạ Lên nhờ thầy phù thủy của họ nhà mình chấn yểm hồng giữ mạng Đó Tôi cũng chỉ nhớ mang mang như thế Hình như Cái ông chi huyện ngày xưa ấy chính là tổ tiên nhà ông giáo thứ Cái ông mà tự đào hố chôn sống mình đó Hóa ra thực hơn là như vậy Thầy Đạt nghe thì ù ồ cạc cạc Nhưng cũng nắm sơ sơ tình hình Thế còn nhà phú hộ kia là dòng họ nào Sao tôi chưa nghe kể bao giờ nhỉ Chuyện này đã một hai trăm năm Bố ai mà nhớ rõ được hử thầy Tôi nghe các cụ kể từ ngày tôi còn bé tí Tóc để ba chỏm ấy Nhớ làm sao mai? Thầy Đạt gật đầu lấy lệ Chỉ ít ra thì mình cũng nắm được thêm vài tình tiết Trước mắt thì ngày mai Thầy có lẽ phải vòng qua bên nhà giáo thứ một bận biết đâu lại bòn mót được thêm chút ít sự tình. Nói thêm được vài ba câu. Thầy tuyên giáo nốt công cuộc dỗ họ sắp tới. Sắp xếp công việc từ trên xuống dưới một bận. Rồi cũng cho mọi người về. Bởi vì giời cũng đã tờ mở sáng. Ngồi một mình ở trong gian đại điện. Thầy lại soi mói vào cái bản đồ đang để ở trước mặt. Người ta bảo nhân quả tuần hoàn. Người đời trước khởi phép chấn yểm thầy là người đời sau lại là người gỡ yểm khổ quá đấy cái sự đời nó như thế biết làm nào được mờ sáng đến lúc đã uống gần cạn ấm trà mạn thầy quyết định lên đường con đường làng vẫn vậy còn mờ mờ sương đêm thế nhưng cũng chẳng có ai qua lại người ta còn đang đợi trời tỏ nắng quá con sào mới dám ra khỏi nhà bởi lẽ mấy hôm nay đã đủ thứ chuyện ma quái diễn ra rồi người ở quê thì vốn đã ngại việc ma việc quỷ thôi thì cứ đến lúc gả lên chuồng người ta cửa đóng then cài Thế cho nó yên tâm Nhà có chó không? Bác ơi Nhà có chó Ui ui chó đây Chó đây ra Bác ơi Ra giữ chó cho cháu đi Đứng trước cổng nhà ấm giáo Thầy Đạt hắng giọng gọi Chỉ thấy mãi không ai thưa Có con chó nó cắn đến rát cả họng. Gọi đến câu thứ ba Thì trong nhà có người đàn bà Độ ngoài bảy chục Người mặc bộ đồ đen là vợ của ông giáo bước ra nhìn bà vẫn đượm buồn người còn nồng mùi nhang khói thầy đạt đấy phỏng này thầy có việc qua sớm thế tôi cũng đang định qua nhờ thầy tí việc đây tốt quá à việc gì thế bác vào nhà vào nhà rồi nói chứ bà già kéo thầy đi vào sân một mạch rồi cửa đóng then cài đoạn bảo thầy bỏ quá cho từ cái hôm đám ông nhà tôi Vẫn chưa dọn dẹp xong gì được Nhà nó bừa bộn Thầy đừng trách à, Dạ vâng Thầy khẽ đáp Lại theo chân của bà già đi vào bên trong Trước ban thờ gia tiên Là một cái bàn nhỏ Đặt một thân chuối Trên ấy còn cắm chi chít những chân nhang Đằng sau là cái bài vị do chính tay thầy Đạt đã viết Thầy hành lễ rồi lắc đầu Rõ khổ Cháu còn đang nhờ bác trai dịch nốt mấy quyển sách tiếng nôm Sắp xong rồi Thế mà Thầy nhấp một ngụm nước trà Lại nhìn qua bốn bề căn nhà Thầy hình tiếng nó đâu rồi bác Ai biết được Từ ngày bố nó mất Nó cứ thơ thận ngoài đường mãi Mấy hôm nay làng nhiều chuyện Tôi bảo nó chịu khó ở nhà Mà nó không nghe Nó cứ lang tang Hai ba chục tuổi đầu rồi Quản làm sao được thầy đạt gật đầu như nhớ ra điều gì thầy lại bảo Thế bà bảo muốn nhờ cháu cứ sự gì câu nói như đánh thẳng vào tâm thức của người đàn bà quá bộ bà liếc mắt ra ngoài sân dỗ con chó vàng của đang gầm gừ vào trong gian giữa tôi nói cái này thầy phải tin tôi hại quá mà tôi không làm cách nào được vâng thầy bác nói cháu nghe xem nào người phụ nữ trầm lặng mất mấy giây đoạn bà mấp máy môi con chó kia kìa nó thành tinh nghe sao ấy thầy ạ à? sợ lắm thầy đạt vẫn im lặng chờ đợi lúc này vợ ông giáo mới thuật lại đêm cái hôm mà ông nhà tôi mất con chó nó lạ lắm nó có đi quanh cái quan tài mà mắt nó lúc ấy cứ như mắt người ấy, không phải cái giống chó mà như nó biết là tôi đang nhìn nó nó còn quay lại nhìn tôi ôi giời ơi cái mắt nó sáng quắc lên khiếp phía bà già nói xong lấm lét, nhìn ra ngoài con chó Xong tôi để ý nó cứ rình rình một hai giờ đêm là nó chu lên như chó sói đêm hôm trước tôi hé cửa ra nhìn thấy nó đi bằng hai chân thầy ạ à. mắt nó đỏ lòm lòm ý cứ nhảy tưng tưng ở quanh sân ý khiếp lắm Thế sao không nhận lúc trời sáng Thịt quách nó đi là xong Bây giờ khổ Bà giáo thở dài thườn thượt Tôi cũng định thế đấy Cơ mà thằng Tiến nó bảo Con chó này là thứ cuối cùng mà ông ấy để lại Nhất quyết nó không cho thịt Tôi thì không dám cãi với nó Dù gì nó là người có học Sợ nó nghĩ tôi điên Mà nuôi cái thứ tai tinh ở trong nhà Tôi sợ mà có khi nào chính cái tứ trói lại làm ông nhà tôi tự chôn sống như thế không hả à, thầy tôi càng nghĩ tôi càng giận mà mấy hôm vừa rồi lô bu quá chả được cái việc gì hôm nay mới thôi được rồi thầy đạt gạt tay để cháu xử lý việc đó cho dễ thôi 15 phút là xong mà chả là hôm nay cháu đến đây là nhờ bà một việc khác bà giúp cháu cho cũng như là giúp ông nhà mình Ờ, thầy nói đi ạ à. Bà già sốt sắng Lập tức dương mắt chẫu ra nhìn Thầy Đạt cũng không chần chừ nói luôn một hơi Nhà bà mấy đời trước Có người làm quan ở trong chiều phải không Thấy người đàn bà xác nhận Thầy tiếp Bà có từng nghe ông ấy đề cập gì Đến cái chuyện xích mích từ đời trước không Cụ thể là từ thời của cái ông quan kia kìa ờ, Xích mích Bà già nheo mắt Thầy hỏi khó quá dù gì tôi cũng là phận dâu con Ông nhà tôi thì vốn hổ nho Cấm có kể những cái chuyện ấy bao giờ Cơ mà tôi nghe phong phanh thôi Các cụ ngày xưa ăn ở có đức lắm Dân chúng mến mộ Chắc là không có cái việc xích mích với ai đâu Một câu nói này làm cho thầy Đạt như vỡ mộng Những tưởng rằng tìm tới đây Sẽ khám phá ra được điều gì khả quan Ấy vậy mà lại đâm đầu vào ngõ cụt Mẹ thì biết cái gì Lúc này từ ngoài sân Một bóng dáng cao lớn đi thẳng vào trong nhà Tướng tá trông qua điểm đạm Nhưng lại mang dáng dấp của người có chữ Ấy chính là ông Tiến Con trai của ông giáo Đi thẳng vào gian giữa Không úy kỵ nơi thầy Đạt đang ngồi Vớ lấy cái bánh gai ở đầu tủ thờ Xa thơm gần thối Mẹ có thấy ai tự nói tổ tiên nhà mình Xấu xa nhơ nhuốc hay không Ơ ai Mày nói thế là thế nào hả ừ, con Bà già quắc mắt còn đang định phân bô với thầy Đạt về thái độ ngạo ngược của anh con trai thì thầy cản lại. Thế anh nói xem anh biết những gì nào. Có thể giúp tôi được chút ít nào. Sao tôi phải giúp thầy? Thằng Tiến khinh khỉnh. Tôi là đội trưởng của đội trị an thôn. Chuyên về bài trừ mê tín dị đoan. Thầy đừng có mà bị dân. Thôi, mời ông về. Đoạn nó bắt đầu đổi giọng xưng hô. À, <laughs> thằng này khá. Thầy Đạt nhếch mép cười. Anh biết, chú là cái thằng chống đối anh nhiều nhất ở cái làng này. Nhưng mà... Nhưng mà cái chó gì? Ơ hay! Thằng Tiến quắc mắt như chờ chỉ chờ có thế. Thầy Đạt bỗng nhiên lao tới dùng bàn tay Xiết chặt lấy yết hầu của thằng ôn con mà ghi nó vào tường bố mày nói cho mày biết này ngày bố mày còn sống còn không dám ăn nói với tao như thế nhá đừng có mà gần chùa gọi bột bằng anh bố mày không dạy được mày thì để xã hội dạy quần láo lếu không biết trên dưới trong mắt của thể đạt lúc này vằn lên một tia huyết sắc <laughs> Thầy ơi, thầy thầy dơ cao đánh khẽ. Thầy ơi, thầy tha cho cháu đó, con dạy cái mà ăn. Bà giáo lập tức chạy tới van này. Vốn thầy chỉ định dạy cho nó một bài học về sự lễ phép thế thôi. Chứ cũng đâu có ý xấu gì. Mà phải đợi cho nó sắp cạn thở, mắt trợn lên thầy biết thôi. Ném nó sang một góc. Thầy phủi phủi cái mồm. Tao cũng là vì cái chết của bố mày. Chứ không thì với cái ngữ như mày, tao thiết thả đếch gì. Đoạn thầy tiến thẳng ra bàn uống nước ở gian giữa mà phán. Nếu còn nghĩ đến bố mày, muốn đồng ý nhắm mắt thì ngồi đàng hoàng lên đây cho ra cái hồn người. Kệ cho tao xem là mày biết những gì. Thằng tiến xem chừng vẫn còn hậm hực, ấy thế nhưng cũng gắng gượng đứng dậy. Đoạn nó nhìn về phía ban thờ của bố nó, trong khoảnh khắc nó thực sự biết. Cái chết của ông giáo chắc chắn là có vấn đề, chỉ là vấn đề này là việc khoa học không tài nào giải thích rồi làm gì có cái chuyện người bình thường lại tự đào huyệt Rồi gieo mình tự sát như vậy Sao Thế mày nghĩ chán chưa Thầy Đạt quắc mắt Đến lúc thẳng tiến mới mở lời Đây Đây, đây là bí mật của dòng họ <laughs> Bí mật của dòng họ Quy tắc sinh ra là để bị phá vỡ Nguyên lý đơn giản như thế Mà mày còn cần ta phổ cập đấy Thầy Đạt chân hừng Làm bộ phủi đít đứng dậy Bấy giờ thằng Tiến mới vội vàng gượng đã Đoạn nó quay lại ngồi ngay trước mặt của thầy Chính xác là Vào cuối đời Trịnh Sâm Cụ tổ bảy đời nhà tôi Đỗ Bảng Nhãn Được cất nhắc làm quan lớn ở trong triều Cụ cống hiến cả đời Sau về quê xin làm tri huyện cho gần con cháu Ở trong vùng này có dòng họ phùng Làm phú hộ cũng mấy đời Chuyên trị hà hiếp dân đen vơ vét tư lợi Cụ tôi bây giờ căm thủ cái thứ phú điền đấy lắm làm mọi cách để chèn ép cốt cũng chỉ để mong cho dân đỡ khổ cơ mà cái họ phổng ấy cũng có vây cánh ở trong ngoài chiều cụ tôi đành chịu chuyện kể ra thì dài nhưng quan trọng nhất là ở cái đoạn này này ừ. ờ là là ồ hay kể mẹ một mạch ra đi lại còn ngắt thì, thì để tôi nhớ số là đến một hôm Bà vợ ba của cụ có tùy tùng đến chùa cầu an Xui rồi thế nào lại gặp con trai nhà bá hộ phùng Tuổi tác chặt nhau Thế mà thằng ôn vật ấy nó nảy sinh mưu đồ bất chính Nó sai người bắt bớ Kéo bà vào một góc chùa mà giờ trò càn quấy Sau bà nhục nhã bà nhảy luôn xuống ao sen Ở trước cửa chùa tự vẫn Chuyện đến tai chi phủ Cụ uất lắm nhưng không làm gì nổi Cũng nghĩ liều một phen Ấy cơ mà già trẻ nhớn bé trong nhà gần 60 mạng người Cụ lại không liều được Sau ấy không biết thế nào mà nhà phú hộ kia Tự nhiên có người chết Chết đến 6-7 người Thôn dân người ta đồn là Họ nhà bên này yểm bùa hạ ngải Nhưng chả phải đâu Chính là lão phú hộ họ phùng ấy Tự yểm ngải vào nhà mình Thầy gì cơ Thầy đạt trợn tròn mắt Vô lý Làm gì có cái chuyện tự yểm ngải để hại nhà mình thế mà có đấy thằng tiến chép mẹ thầy đã bao giờ nghe đến cái thứ được gọi là an nam tứ đại thần khí chưa an nam tứ đại thần khí là bí tịch từ ngàn đời bao gồm có tượng phật quỳnh lâm đỉnh tháp báo thiên vạc phổ minh và chuông ngân thiên tục truyền năm đó hai thiền sư nguyễn minh không và từ đạo hạnh có dịp đi sứ lên phương Bắc Được vua tôi trọng dụng và ban cho đồng đen Hai vị dùng phép thu hết thảy đồng đen của sứ Bắc về phía Nam Đúc thành bốn bảo vật chấn giữ tinh hoa của đất trời Thế nhưng ngày sau từng món bảo vật ấy đều biến mất một cách bí ẩn Người ta nói những thứ linh vật đó vẫn lưu lạc đâu đó trong nhân gian Cũng có người từng nói Vì linh khí nước Nam đã cạn cho nên thần khí cũng biến mất bay về trời sự tình ra sao thì không ai rõ chỉ biết là đến ngày nay ở trong đại việt sử ký toàn thư cũng có một vài ghi chép mờ nhạt về những thứ được gọi là thần khí thầy đạt móc ra một vài thứ thông tin đó từ trong não thầy cũng đã từng nghe qua đọc qua ấy thế nhưng cũng chỉ nghĩ đó chỉ là những thứ giai thoại mà thôi thế cái đấy thì liên quan cái đếch gì tôi sẽ không nói rông dài đâu bốn thứ bảo vật đó thực chất là vẫn còn đấy mọi nguồn sử liệu đều không tận tình tôi nghe tổ tiên tôi nói bốn bảo vật này vẫn còn lưu lạc trong nhân gian những thứ được cho là bị phá bị cướp đều là bản sao ba thứ còn lại tôi không dám chắc nhưng chắc chắn là vạc phổ minh vẫn còn nó không đâu xa đâu nó nằm ở dưới địa mạch cái làng này nói ra thì xấu hổ ngày trước cũng chính là ông cụ mấy đời làm chi phủ đánh cắp khi đi qua phủ thiên trường đi cái gì sao sao lại thế chẳng phải là cậu bảo thầy đạt nghe vẻ khó hiểu từ đầu đến cuối câu chuyện đã có vài điểm mâu thuẫn chẳng phải theo những lời người thanh niên kia nói thì người chi huyện rất thanh liêm hay sao làm gì có chuyện lại đi để đánh cắp một cái vạc đồng thầy đừng có bất ngờ quan mà ai mà trả tham Thằng Tiến thở ra một hơi khí lạnh. Thực tế việc cụ tôi tử quan trong chiều, về làm chi huyện, chỉ là vì vơ vét trên dưới đầy túi, muốn cáo lão về quê an hưởng. Cơ mà làm quan có mấy chục năm, quay về quê cùng mấy chục hòm vàng thì lộ liễu quá. Cầu duyên xôi rồi, lúc đi qua phủ thiên trường được cao nhân chỉ điểm, cụ tìm về hướng ngọn núi ở gần đó. Thấy ở trong phát ra ánh sáng kỳ lạ, cụ sai người đào hết nửa ngọn núi thấy ở trong chính là vạc phổ minh nghe các cụ đồn là nó to lắm nặng đến cả ngàn cân vừa hay là vật chứa hoàn hảo cho mấy chục hòm vàng làm quan cả đời đến cuối cùng cũng tích lũy được cái vạc đồng người ta lúc ấy có bản gia tán bảo đi chăng nữa thì cũng chỉ là những lời cho rằng ấy là kẻ quái gở mà thôi đến đây thằng tiến lại tiếp lúc ấy về làng không hiểu từ đâu mà họ phùng lại biết về cái bí mật của vạc phổ minh lão phú hộ cũng là phường tham lam sai người bí mật truy tìm giáo giết thế mà cũng chẳng được gì sau lại tìm được thầy phù thủy họ nhà thầy chính là phù thủy nhà thầy đấy thầy ạ à. lập đàn làm phép hỏng cướp trắng cái kho báu kia này 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 anh đừng có mà nói rằng phù thủy nhà tao mấy mươi đời nay thanh bạch không có ai lại ai, tôi đã nói với thầy rồi đấy Thằng Tiến ra vẻ chán trường Nó tựa lưng vào ghế mà trầm ngâm Không ai lại đi bêu dấu tổ tiên nhà mình cả Ở trong ngọc phả của dòng họ tôi có ghi chép đàng hoàng Thầy có thể đối chứng Một câu nói này làm cho thầy Đạt im bặt Đôi khi con người bị chi phối bởi lòng tham Nếu như đặt vị trí là thầy Sau khi thi pháp Sẽ được thưởng cả dương vàng Có khi bảo thầy Nuốt dầu sôi Dễ thầy cũng nuốt Người nay còn thế thì huống gì là người xưa Ừ Tao cũng nghĩ thế Nhặt được hai chục Thì Tao còn đợi người ta đến nhận Chứ mà Nhặt được hai chục triệu Còn có lịch ừ. Thằng tiến tiếp Cố sự sau đó ra sao thì trả rõ Chỉ biết là phú hộ chấp nhận Giết mấy mạng người già trẻ lớn bé để làm thứ tà thuật gì đó mà vẫn không tìm ra nơi cụ tôi cất giấu vạc phổ minh có thể là nghiệp quật của cả họ nhà tôi cũng như là nhà họ phùng mấy đời của ăn của đẻ không hết vậy mà đến bây giờ nghèo vẫn hoàn nghèo nhà họ phùng thì thê thảm hơn trai thì cờ bạc gái thì đi thỏa tài danh thì hư hao không ngóc đầu lên nổi hóa ra cố sự là như vậy trong đầu của thầy đạt hiện lên một vài trạng thái mơ hồ có thể là tên cổ sư kia đến vùng này cũng là vì cái kho báu ấy thế nhưng nó cũng không hợp lý dù sao việc này như thằng tiến nói là sự tối mật của dòng họ làm sao một kẻ ngoại lai lại biết thế cơ mà khoan đã hình như thầy vừa bỏ sót một điều gì đó thầy lập tức hỏi này 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 mày nói họ phùng là họ phùng à thằng tiến gật gật đầu đúng là họ phùng không sai được đâu Mấy trăm năm nay nhà tôi với nhà bên ấy hiểm khích sâu dày Ai ở làng này mà chả biết Thực sự thì Cái chết của bố tôi mơ hồ Mấy này tôi cũng tầm tia Xem mấy đứa ở họ bên đấy có khuất tất gì không cái đấy Thầy Đạt như vợ lẽ điều gì Thầy đứng phát dậy nhìn tứ phía Không thèm cả để lại câu chào đãi bôi Thầy phi thẳng một mạch Họ phùng Mẹ nó chứ Là họ phùng Mẹ kiếp Chả có nhẹ Thầy chạy băng băng trên con đường đất Đoạn gần về đến nhà Thầy Đạt rẽ vào con ngõ Nơi cái loa phóng thanh vẫn còn đang ra giả Bác thân Bác thân có nhà không Bác thân ơi Thầy Đạt đập bồm bộp vào tấm cửa gỗ đâm mục mấy phần Rồi thầy như nhớ lại Trận đấu pháp ngày hôm trước Trong bàn kính độ hai cây số vuông Thì chỉ có một mình nhà lão thân là họ Phùng Chẳng thể nào sai được Thầy lấy cái ống trúc đựng mấy con đỉa đỏ ra mà nhìn ngó Quả nhiên là có dị động Chả lẽ là là đúng là như thế rồi Ai đấy? Ông nhà tôi đi ra ngoài từ sớm Có việc gì thế? Ô ai? Thầy Đạt hả? Sao thầy qua sớm thế? Ấy là bà Sáu Vừa nhìn thấy thầy Đạt Thì bà ta trở nên lấm lét Cánh tay đang mở cửa cũng đột ngột dừng lại Ông nhà tôi ra ngoài từ sớm rồi Thầy đi về đi Khi nào ông về thì tôi bảo ông qua hầu chuyện Từ từ bác Thầy đạt bấu chặt tay vào cửa Ngăn không cho bà ấy đóng lối vào Cháu đến để có việc gấp đây Ta vào nhà rồi nói Dựng dựng nhưng mà Nhưng mà tôi đang chuẩn bị đi tắm Thầy bỏ quá cho Bác tắm sớm thế Vừa nói thầy vừa ngó ngang ngó dọc Tôi đã bảo là là ông không có nhà. Một lát về tự khắc tôi nhắn. Thế nhớ. Bà Sáu cố gắng khép mạnh cánh cửa. Đến lúc, lúc này thì thầy Đạt cũng lấn cấn. Như thể nghĩ đến điều gì. Thầy chừng mắt chỉ tay. Cổ Trinh. Cổ hiện về thăm nhà đấy à? Nghe đến đây thì lập tức. Bà Sáu buông thỏng tâm lý. Mà quay phát về đằng sau. Như chỉ chờ có thế thầy Đạt lập tức đẩy cửa sông vào cầm cái ống tre đựng mấy con đĩa đỏ mà dò xét. Theo hướng đám đĩa đang quần quại, thầy lập tức vòng ra sau vườn, nơi ngay chỗ mấy cái chuồng gà bỏ không là một cái lán dựng tạm bằng tre ngâm cùng vài tấm liếp. Này này, không có gì ở ngoài đấy đâu, này, cái đấy là cái hố xí dựng tạm, thầy đạt, thầy đừng có vào. Bà Sáu không ngừng gọi với theo, thế nhưng lúc này chân tướng đã ở trước mặt. Thầy Đạt lập tức đẩy cánh cửa gỗ mà xông thẳng vào trong. Từ cái túi đeo bên hông, thầy rút ra một đoạn xích đen chùi chuỗi thủ thế. Hóa ra là chỗ này rồi. Trước mắt thầy là một gian phòng bày đầy những thứ tà vật ngoại lai, phù chú, đạo văn dám khắp nơi. Trước hương án là bao nhiêu những thứ đầu lâu xương sọ, nơi cao nhất bày một bức tượng pháp của một thần vị nào đó được phủ diện bằng vải tím thầy giáo giác nhìn quanh mọi thứ đều đã ở đây chỉ là người thì đi đâu mất mẹ kịp vẫn chậm một bước thầy hừ lạnh nhưng ngay lập tức ánh mắt đổ dồn về phía góc gian phòng nơi ấy có dán một tấm bản đồ được vẽ bằng da dê ở bốn góc chú thích địa điểm của bốn cái chết xảy ra chỉ trong vòng một tuần thầy đạt khẽ lướt tay lập tức một tiếng nổ đùng ở trên đỉnh đầu ngủ rồi đạt ơi là đạt giờ phút khi nhìn vào tấm địa đồ thầy nói như phát tiết hòa ra bốn cái chết rất dễ giải thích cô trinh chết đuối thuộc thủy là hợp bắc ông giáo chết đến lượt theo thứ tự là hợp thổ thuộc nam anh chàng phu đóng gạch thuộc tây hợp hỏa Bà hớn bị rễ cây xiết chết thuộc mộc là chính đông Bốn cây chết ở bốn hướng Tạo thành bốn phương vị định hướng Còn duy nhất hướng kim là ở trung cung Vậy nghĩ đơn giản Có thể là cái chấn yểm kia là giao điểm của bốn hướng Thầy Đạt cắn đầu ngón tay đến cả mật móng Lập tức nối bốn phương vị của bốn cái chết với nhau thành hai đường chéo Sau cùng giao điểm không ơi đâu khác Chính là nơi mà thầy đang ở cái, cái, cái đéo gì thế này Thầy không tin vào mắt mình Lập tức không tự chủ được mà lùi về phía sau Tay thầy như quơ phải cái gì đó Khi quay ra chỉ thấy Là một cái vò sành Được phong bế bởi mấy lá bùa Ở bên ngoài ghi một chữ nôm là phong Cô Trinh Cô trong đó phải không cô Trinh Thầy hỏi khẽ Chiếc vò rung lên một chàng dữ dội Chỉ chờ có như thế Thầy Đạt lập tức cởi bỏ hai lá bùa phong ấn một luồng khói trắng mờ ảo lao vút ra ngoài Mấy thân ảnh dần dần tụ lại Hiện ra ngũ quan đầy đủ Bây giờ không ai khác Thầy Đạt có thể nhận ra là bốn vong hồn xấu xấu Cả bốn đều mang dáng vẻ u buồn thảm não Vừa nhìn thấy thầy Đạt Cả đám cất lên giọng nói thều thào như sắp đứt hơi Đội ơn thầy Nếu không Chúng con tưởng là không có ngày thoát ra Thôi 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 thôi, thôi. Bây giờ tao đang bận lắm Có gì nói sau nhá Chúng mày tìm chỗ trốn Vạn bất đắc dĩ tao mà không quay về Thì cứ tự đi mà đi tìm đường đầu thai Cứ nói là có quen với tao Ở dưới khắc tự có sắp xếp Rất câu thầy Đạt lập tức lao ra khỏi căn tròi Còn không đếm xỉa đến bà Sáu Đã biến mất tâm hơi tự bao giờ Chạy về tới trước sân Thầy trong lòng dâng lên một nỗi bàng hoàng. Ở ngay khoảnh sân gạch đã phủ màu rêu phong, lúc này bị đào thành một cái lỗ sâu hoăm hoắm ở bên dưới, xuất hiện từng bậc thang bằng đá xanh trắng ngà. Thầy há hốc cả mồm. Từ thỏa lọt lòng thầy đã ngự ở cái đất này thế mà chưa bao giờ biết ở ngay trong sân nhà mình lại có một địa đạo lớn như vậy. Có tiếng ầm ầm từ bên dưới địa đạo vang lên không thôi tựa hồ như là có ngọn núi đang dịch chuyển ở dưới đó kéo theo đó là một luồng thần lực ánh đen tím phóng vụt lên tận trời xanh là vạc phổ minh thầm nghĩ không xong thầy đạt thức thời lao xuống bên dưới mặc kệ là bên dưới ấy có cơ quan cạm bẫy gì trải qua hơn trăm mét hành lang thầy đạt lần đầu nhìn thấy thứ ánh sáng từ mấy ngọn đuốc lóe lên trong lòng của thầy thầm kinh hãi đứng từ khoảng cách này thầy còn cảm nhận được nguồn linh lực cực hạn từ vạc phổ minh đang bùng cháy quả thực không hổ danh là chấn nam thiên tứ thần khí vạn của tao đây rồi vạn của tao đây rồi đến trước cửa căn mật thất rộng từng chừng trăm thước thầy nghe tiếng che che của kim loại va đập tiếng cười khanh khách thống khoái của lão già lão đã sướng đến phát rồ lão cứ không ngừng vụt mặt vào giữa đám vàng mà tung hê lúc này trước mắt thầy đạt tứ phía phù triện được khắc trên vách đá là cả trăm thứ cấm thuật được tạc thành phù điêu sắp xếp ngay ngắn thành hàng thành lối có lẽ những vị phù thủy đời trước đã tạo lên cấm chế này Hòng để hậu thế không hay biết đến sự tồn tại của thần khí Ở dưới sâu lòng đất Thầy như chết chân Ngay trước mặt cách chừng bốn thước là một chiếc vạc bằng đồng đen Cao đến gần 3 mét Bề rộng dễ phải đến cả trăm người ôm Xung quanh thân vạc được chạm khắc Không quá cầu kỳ Đại khái là vài ba hình thù đối xứng Thế nhưng không ngừng tỏa ra một thứ khí lực Khiến cho người đối diện cảm thấy khó thở đây chính là thần khí vạc phổ minh trong truyền thuyết Nếu tao là mày Tao sẽ không bước tên đâu Ở một bên thân vạc Tên cổ sư như đã chờ đợi thầy Đạt từ bao giờ Gã nhoẻn miệng cười Lại chỉ về phía thầy Đạt đầy ý vị Như ngầm hiểu Thầy châm một điếu thuốc Phun ra một lòng luồng khói ở trong luồng khói mờ nhạt là những sợi tơ mảnh đến mức mắt thường không nhìn nổi. Người ta gọi ấy là thiên tầm ti. Chỉ cần chạm vào là lập tức ra thịt sưng tây. Sau hoại tử mà chết, thuốc tiên cũng không cứu được. Tên cổ sư giải thích, từ trong túi lấy ra lá cờ đen, cắm xuống nền đất đây dường như đã là bước cuối cùng thầy đạt thấy hắn sắp xếp xong cả một đại trận từ hương đến cờ phướn và tấm vải tím họa chằng chịt những phù văn bao quanh vạc phủ minh mày không biết là mày đang làm gì đâu thầy đạt lên tiếng ánh mắt đảo qua một lượt đánh giá tuy thầy không quá am hiểu về trận đồ của các tông phái thế nhưng đây giống như là một đại đàn để thu hút linh lực Chẳng lẽ Hắn định hút hết linh lực của vạc phổ minh hay sao Không biết <laughs> Từng có làm tao buồn cười Tên cổ sư nhíu mày Vỗ đôm đốp vào vách vạc Thứ pháp khi lại vốn là của Trung Hoa hạ ta <laughs> Nay vật về cố chủ có gì là trai đạo trời Đạo trời không có sai trái phải quấy Chỉ kẻ có thực lực mới có quyền nói đạo trời Thầy Đạt thốt ra một câu lạnh lẽo Lập tức tên cổ sư ngưng tay Quay phát người lại Tiến đến trước mặt của thầy Đạt Mà khinh khỉnh Mày nghĩ vài câu khích tương của mày nghe hay lắm mà Mày bơ xem phim đi Không có cuộc chiến lào công bằng cả Đợi đến khi tao lấy được hết tư đại thần khí Tao sẽ cho mày biết thế nào là thực lực tuyệt đối À Thì ra là mày cũng biết sợ Ai 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 Chẳng có nhập lẫn Giữa sợ và thông minh là hai việc hoàn toàn khác nhau Tao thừa nhận Từ năm 14 tuổi tới giờ Chưa bao giờ tao phải đấu pháp với ai mà cao tay như mày Nhưng để làm tao sợ thì mày chưa đủ tuổi đâu Tên cổ sư nhoẻn miệng nở một nụ cười thâm độc đoạn một tay nó bắt ấn một tay tung ra ba đạo phủ khai đàn trong miệng lẩm bẩm một chàng chú ngữ cha cả mày đã nghe chuyện của gia tộc ông giáo hả có thấy điều gì lạ không tao cũng vừa mới nhận ra đây thôi thầy đạt im lặng lấy từ trong túi ra đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh hòng phá bỏ cái sợi thiên tầm ti đang vây kiếm lối vào mật thất Trung lo lôi ngày đó tổ tiên của thằng già này Cùng là phù thủy nhà mày Không hề tìm tiếp vạc phổ minh Nhưng tại sao mảnh đất từ đường nhà mày lại có thứ này Cả những cấm chế xung quanh nữa Mày nói xem Ý Ý mày muốn nói là ngày đó Phù thủy của gia tộc nhà tao Lấy thứ này làm của riêng Thầy Đạt khẽ đáp Lại lôi từ trong túi đeo ra một cây gỗ Dài hơn một gang Bên trên có họa hình một vị phúc thần Cầm trường kiếm rực lửa Thầy rắc lên ấy một ít bột thần xa Rồi bắt đầu dì dầm niệm chú ngữ Dứt hơi Thầy thổi mạnh thành tiếng Thứ bột thần xa lập tức bay tứ tán Rồi bùng lên ngọn lửa cái thứ lửa cứ không ngừng công kích vào những sợi thiên tầm tê, Nhưng xem ra cũng không có tác dụng là mấy Cố lên Cứ thử nhiều cách vào là sẽ thành con <laughs> Tao đã từng nhớ có hơn 20 đạo sĩ của tam giáo cũng từng thử Nhưng đều chết rũ xác đó Thật vậy Thứ tơ tầm này quả là cứng rắn lạ thường cho dù thầy có thử cách mấy cũng không thể nào phá vỡ nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể dâng mắt nhìn tên cổ sư hút hết linh lực của thần khí, bất giác trong đầu của thầy đạt như mường tượng đến thứ gì đó. Chẳng phải tên cổ sư kia nói thứ độc này độc tính mạnh đến khó tả, vậy làm cách nào mà bản thân lão có thể chạm được vào thứ tơ độc này được? Và tại sao lão lại cảnh báo cho thầy biết? Để thầy có thể thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Chẳng lẽ lão lại cao ngạo đến thế Trong thoáng chốc tính toán Thầy Đạt khẽ đưa cánh tay của mình lên phía trước Mà sờ vào một đường tơ Cảm giác lạnh buốt như băng xâm nhập Thế nhưng ngoài ra không có phát sinh dị tượng gì Chỉ đơn giản là hơi lạnh lẽo Lập tức sợi tơ đứt phật Thầy Đạt cười lạnh Hóa ra là tính dọa ma thầy một phen Như thế thì quá coi thường cái máu liều của thầy rồi Đây thằng già Nó phát hiện ra rồi Nó thô mình không Tên tà sư gõ bong bong vào thành vạc Ở bên trong lão thân còn đang chìm đắm Trong số vàng chất cao như núi Thì đâu có để ý gì Chỉ ậm ừ lại bấy tiếng Rồi cười sằng sặc Tên tà sư quay lại Thấy thầy Đạt đang phá nốt số tơ, còn lại thì lắc đầu. Người thô mình thế này thì không sống được lâu đâu. Sợi tơ cuối cùng rơi xuống nền đất, thầy Đạt tiến vào. Ở trong tay vung ra một đoạn xích sắt đen chuỗi, quật lên không chung một vòng. Đến thánh địa này thì đừng hòng mà quay trở ra. Tên cổ sư biểu môi rồi ngồi bệt xuống phiến đá. Gã phất tay tự thành với trận pháp của mình. mày không muốn thấy chân thực linh lực của thần khí lại sao? dù chỉ là một lần, tao không có nhu cầu. thầy đạt khẳng khái, còn toan leo lên để chiếm thượng phong thì ầm một tiếng. tên cổ sư lập tức rút ra một cái sừng tê giác cắm thẳng vào tâm nhãn để khởi trận. từ trên vạc phổ minh phun ra một thứ ánh sáng màu đen đậm bao phủ không gian, linh lực xuất phát. Làm cho bản thân tên cổ sư Cùng với thầy Đạt cũng bị hất văng cả ra Đập cả người vào bức tường đá sau lưng Mẹ kiếp Thật là mạnh đó Thầy Đạt thở dốc cố gắng đứng dậy Nhưng vẫn cảm thấy một cơn đau đớn Chạy dọc sống lưng Đây chính là tinh hoa của đất trời đó Là tinh hoa của đất trời đó <laughs> Tên cổ sư lạc giọng lại nhìn về thứ ánh sáng màu đen tím đang tụ thành hào quang trên bề mặt của thần khí. Gã như không thể kiềm chế được. Trong tròng mắt đã mất đi hoàn toàn thị giác. Gã đứng hẳn dậy, gã lê từng bước chân vô hồn. Cánh tay như vươn tới, muốn đón nhận nguồn linh lực đang trào ra từ bên trong vạc phổ minh. Choang một tiếng, xích sắt đánh thẳng vào khỉu tay của cổ sư thầy đạt siết chặt pháp khí kéo mạnh ngăn không cho đối thủ tiếp cận nguồn linh lực ấy thế nhưng không ngờ rằng tên cổ sư kia trực tiếp thâu tóm một phần thần lực của vạc phổ minh vào lòng bàn tay rồi đánh thẳng về phía của thầy đạt thấy lâm nguy thầy đạt lấy ra hai đạo phù triện ném về phía trước tâm ấn phóng xuất mà đối chọi chỉ nghe đùng một tiếng hai luồng linh khí va chạm linh lực lan tỏa linh phủ của thầy đạt lập tức cháy thành cho thầy đạt kinh hãi mới chỉ là một chút uy lực đó mà đã có thể chấn nát được linh phủ của thầy bây giờ thầy đã hiểu tại sao tên cổ sư kia một mực gây ra biết bao nhiêu cái chết để tìm được đến đây trong phút chốc suy nghĩ trong đầu của thầy như thiểm điện thầy tức thời lấy từ trong túi ra một tấm vải vàng ở trên đế họa đủ 10 chữ bùa cấm lại bày lên xung quanh hương nến giấy vàng cánh tay điểm pháp trong miệng bắt đầu hô to chú ngữ thời sai các bộ trư dinh bách quỷ vạn thần tuân y giáo pháp nhất thu tinh tổ nhị thu ôn hoàng tam thu đạo lộ quỷ vương tứ thu càn sát bà xương ngoan quần ngũ thu phản ác bình quân Lục thu yểu tử hung thần oan gia Thất thu thần thủy Tân thủy dạ xoa Bát thu phụ quốc Danh là phạm nhan Cửu thu tuẫn tử hung ngoan Thập thu cô mãnh Đành giang tận trừ Thầy niệm phép Lập tức từ dưới mặt vải Mười chữ cấm phù Từ từ mờ nhạt rồi biến mất trong không gian của mật thất bây giờ lại hiện lên mười đạo cấm chế Phủ kín cả trần nhà Hào quang bung tỏa sáng rực Chiếu rõ cả những nơi tăm tối nhất Thầy ngước lên Mười đạo cấm chế đang không ngừng xoay chuyển Theo hình đồ tứ tượng ngũ hành Kể từ giây phút này Nếu như thầy Đạt không thể đặt chân ra ngoài Thì hai tên kia cũng phải chết dục xương ở đây Có cần trời lớn như vậy không? Tại sao không nghĩ rộng ra? Tao với bảy chia đôi Nguồn linh lực này đủ để khiến cho bất kỳ ai có thể trở thành bậc thiên tôn Chả nghe mày không muốn sao Tên cổ sư nhún vai Lần trước chỉ để chạm mặt nhau Nhưng nếu như nói đâu pháp đến một sông một còn Mày không có cửa Thầy Đạt không đáp Chỉ chăm một điếu thuốc phì phèo Phù thủy của Lâm Sơn nội đạo bao đời nay Đều dựa vào tự lực mà tu luyện chưa bao giờ cần vào những thứ tha lực này Mày nói ít thôi Mày đánh nhanh lên cho bố mày có đi à Ây à tính mày thật lớn Mày thích thì tao chịu Tao chịu Tên cổ sư lấy miếng ngọc đang đeo trên cổ Tế ra con rết sáu đầu Bản thân cũng rút hai thanh đoạn đao cong vút Như sừng dê Thủ ở bên tay Thầy Đạt không nhanh không chậm Gọi toàn nghe ra chợ chiến Xích sắt siết chặt Phóng cương khí Mà hô lên kỳ kinh bát mạch Bốn mắt nhìn nhau Thầy không nói một lời mà hét lên Đạp một đường bộ pháp lên lưng toàn nghe lao vọt tới Tên cổ sư vặn vặn khớp cổ Nhanh như cắt điều khiển con dết sáu đầu Vòng tới trước mặt rồi chém mấy đường lên tiếp Thầy đạt lách mình né tránh Lệ vươn mình sang một bên lộn nhào Thầy dùng toàn lực Mà vụt sợi xích trong tay xuống Tên cổ sư ỉ vào một thân tu vi Cường đại Mà trực tiếp lấy cứng đối cứng Hai thanh đoạn đao cứ thế mà chém tới trước mặt Chỉ tiết choang một cái Hai thứ pháp khí kia va chạm Tạo lên chấn động ở mấy tầng không gian Địa đạo rung chuyển Đất đá tự khắc Theo phần chấn động mà rơi lạ tả Ngồi im ở trong miệng vạc Lão thân thấy một màn này thì sợ đến vỡ mặt, Cũng chỉ biết rúng gió ôm đầu Thầy Đạt tỏa ra linh lực và thần xích Rồi lại lên tiếp tung ra bốn lá phù triện về trước mặt cổ sư thấy không ổn còn đang tính lấy ra một cái chuông đồng thì đã bị phù triện của thầy đạt đánh tới con rết sáu đầu còn đang quần thảo với con toan nghê thấy chủ nhân rơi vào hiểm cảnh thì lập tức chuyển hướng lao vút tới định cắn vào vai của thầy đạt nhưng không kịp toan nghê hống lên trong chớp mắt ngoạm chặt lấy thân mình của con rết sáu đầu mà giật về phía sau sự tình đã trở lên xấu Tên cổ sư kia tuy chưa đến mức bức bách Nhưng cũng thầm hiểu Nếu chỉ trong vài phút nữa Mà không thể hóa giải được tình hình Thì chắc chắn là Gã phải nhận lấy cái chết Gã đảo mắt quay người Thu kình Linh lực trong tay cũng lập tức thu ngược vào trong cơ thể Trong phút chốc Thầy Đạt lập tức chộp lấy cơ hội Mà vụt thêm một roi Chỉ thiết đoàn một tiếng Tên cổ sư bị hất văng ra đến mấy mét Rú lên vô cùng đau đớn quần quại À, 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 à. Ngay chỗ sợi xích sắt của thầy đạt vừa quật xuống, in ở chân đất một vệt sâu hoắm Mày khá lắm mà. Tên cổ sư thò tay vào trong lấy ra một vật gì đó. Toàn đứng phát dậy. Dơ thanh đoàn đao đã bị thầy đạt đánh cho mẻ lởm chởm gã nhổ toẹt một bãi nước bọt cùng máu me xuống đất rồi lại gào lên như con thú hoang đến đây thầy đạt vẫy vẫy bàn tay sau một chiêu đắc thủ thầy chắc mẩm là có thể thuật pháp không còn nhiều sự tranh lệch thế nhưng thể lực của đối phương tuyệt đối không thể bằng thầy vậy sẽ chỉ đấu bằng sức lực để xem như là thầy đã thắng tuyệt đối thầy đạt không vội ra chiêu Đợi đến khi tên cổ sư kia ra đòn Là thầy tránh né Gã càng điên loạn thì thầy càng điềm tĩnh Mọi thứ được thầy đạt bọc như là một cuốn sách Thầy lùi lại mấy bước né trái lên né phải Không dính lấy một đòn nào Tên cổ sư càng lúc càng điên cuồng hơn Gã xoay người lên không trung rồi bổ xuống Nhằm tránh một đòn chí mạng Thế nhưng thầy đạt thu lại đoạn xích Vòng mấy vòng trên tay trực tiếp đối kháng những tiếng leng keng vang lên tên tà sư vẫn chưa thôi vẫn chém ra liên hồi đến lúc này thì xem như là được thế thầy đạt dựa vào một phút sơ hở mà vờn ra bên cạnh cúi thấp người cánh tay cuốn chặt xích sắt tung ra một cú đấm như trời giáng vào giữa ngực của tên tà sư làm cho gã phải thụt lùi lại ôm ngực khuỵu xuống đất sao mày đã chán chưa thầy đạt nhìn tên tà sư khốn khổ trong phút chốc trong mắt hiện lên một vài sự khinh miệt mọi chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây thì hơn vạc phổ minh đã dần dần tỏa ra toàn bộ linh khí trong lòng của thầy đạt cũng có sao động thế nhưng tuyệt đối gạt bỏ trung quy lại thì thầy vẫn không ham thích với những thứ thần lực ở ngay trước mặt mình còn đang tính tiến lại thì bất chợt Thầy thấy tứ chi của mình tê cứng Không nhúc nhích nổi Bây giờ thầy mới để ý Tự bao giờ ở dưới chân thầy Đã ghim chặt bốn cây đinh sắt Cắm vào cái bóng của thầy in trên đất Không lẽ đây là khống thần thuật Tên cổ sư phỉ cười Gã ngẩng đầu lên Nhìn thầy đạt bằng ánh mắt đắc thắng <laughs> Có thể là thể thuật của tao không bằng mày Nhưng chắc chắn là mưu mô lặn lội từng ấy thời gian trong giăng hồ Mày không thể bằng tao Thầy Đạt như nhớ ra điều gì Hóa ra ban nãy Gã cổ sư chỉ muốn thu hẹp lại khoảng cách với mình Chịu đấm ăn xôi Để hòng ghim cái bóng của mình lại Mày còn muốn nói lời quê hay không? Tên cổ sư cười lên khảo, ố Song đao ở trong tay dơ lên Rồi liên tiếp Chém hai mình nhát Xoèn xoẹt mấy tiếng Thầy Đạt trực tiếp gục hẳn xuống đất Môi không thể mấp máy nổi Một dòng nước chợt lăn xuống Cơn đau chưa thể cảm nhận được rõ Chỉ là thầy vẫn còn tiếc nối lắm Này Sao còn lại tới đấy từ bốn phương vang vọng lên âm thanh trong trẻo của một người phụ nữ Thầy Đạt mở mắt nhìn Thấy bốn phương tám hướng Đều trở thành một vùng rừng núi heo hắt Bốn bể vượn hú chim kêu Tựa như là ở nơi thâm sơn cùng cốc Đây là Đây là Rừng núi Mai Sơn Việc vẫn chưa xong Sao thời tìm tấm Một giọng phụ nữ vang lên Lúc này thầy Đạt lập tức quay người về đằng sau, chỉ thấy ở đằng sau lưng của mình là một hình bóng người phụ nữ cao lắm. Toàn thân tỏa ra hào quang trói lọi, không thể nào nhìn rõ mặt. Thế nhưng bộ quần áo dân tộc vận trên người thì quen lắm. Đây là... là... là mẹ. Tổ mẫu! Tổ mẫu! Thầy Đạt lắp bắp, không thể sai được hình dung này đích xác là tổ mẫu Âu Cơ. Việc còn chưa xong, đi đi. Thầy Đạt lắc đầu khẽ thở dài, còn đã thua rồi, không thay đổi được đâu tổ mẫu ạ. À. Mà mà vốn thứ đồng đen đó cũng là của người Bắc. Bây giờ họ lấy lại cũng có gì là sai. Đã có biết bao nhiêu người chết vì số đồng đen đó rồi. Thôi thì chỉ bằng Tổ mẫu cười cười Đặt tay lên đầu của thầy Đạt Năm đó Minh Không và Từ Đạo hành Vốn là lấy đồng đen Chứ đâu có lấy cái bạc Trải qua kết tinh tinh khí Thì hai vị mới tạo ra tuyệt tác Chứ đâu có phải tự thân đồng đen mang linh lực Đừng nhìn vẻ bề ngoài Phải nhìn vào trong sâu thẳm Nói đến đây tổ mẫu phất tay Trời đất đột nhiên biến đổi Vạn vật xoay chuyển Giữa hư không tỏa ra thứ ánh sáng màu tím đen Đang không ngừng xoay chuyển rồi lớn dần Chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy vạn vật Thầy Đạt đứng giữa đất trời Nhìn thấy cảnh bi tráng đến nghẹt thở Cái thầy nhìn không phải là thế giới vật chất Mà là pháp giới rộng lớn đến vô biên Mọi thứ xoay chuyển thành trụ hoại diệt cứ không ngừng lập đi lập lại đến cùng của vô tận trong khoảnh khắc thầy như được chứng kiến chân lý của vạn pháp huyền vi về đi làm cho xong công việc giữ gìn thánh khí phương nam về đi lúc này sau khi tưởng đã giết được thầy đạt Tên cổ sư thảnh thơi tiến về phía nguồn linh lực Đang bao trùm bên bề mặt của vạc phổ minh Sau sự ủ mưu toan tính Cuối cùng gã cũng đã chạm được vào linh lực tối hậu <laughs> Mời em về đội của anh Gã đưa tay bắt ấn Cảm nhận được những sức mạnh kỳ bí Đang dần dần lan tỏa đến mười đầu ngón tay Cả người của gã sung sướng Với thứ sức mạnh này Gã đã có thể đứng đầu toàn bộ huyền môn Thậm chí còn hơn cả như thế Từng đoạn suy nghĩ cứ không ngừng phát sinh Gã như không thể kiềm chế được mà cười lớn Chợt một dị tượng cải biến Luồng linh lực chỉ khẽ chạm vào bàn tay Vẫn còn dính máu của thầy Đạt Thì lập tức thu lại Sau đó Lên tỏa ra tứ phía Nhằm thẳng vào cái xác đang nằm bất động dãy ruộng như là kẻ động kinh từng hình xăm đen kịt vằn vện ở bên bà vai cũng tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái không được về với tao về đây tên cổ sư hét lên còn muốn thâu tóm lại một chút tàn lực thế nhưng đã quá muộn ánh mắt của thầy đạt sáng quắc luồng linh lực thấm đẫm vào cơ thể lập tức chữa lành những vết thương chồng chéo máu đã ngừng chảy Thầy cảm nhận như trong người có cả ngàn cả vạn dòng điện chảy qua lên hồi Tựa như một nguồn lực bất tận thấm sâu vào tận trong từng tế bào Mày, mày ta làm gì? Tên tả sư gào thét Đoạn trực tiếp trồm tới Song đao trong tay cứ thế mà đâm xiên mấy nhát Thầy đạt không tránh Cứ để mặc cho gã chém đâm tùy ý Thế nhưng mỗi một vết thương vừa dì máu lại trực tiếp liền lại trong trước mắt như chưa hề mảy may thương tích gì thầy đạt lạnh giọng mày đã chán chưa thầy thở ra một hơi lạnh lẽo rồi lại nắm chặt lấy lưỡi dao mà bóp mạnh lưỡi dao nát vụn rơi lả tả xuống tên tà sư hãi hùng còn chưa kịp chạy thì bị thầy đạt túm lấy yết hầu mà nhấc bổng lên ánh mắt của thầy lúc này bùng lên một màu đen kịt như thể bị bao phủ bởi một vầng u quan cái này là cho bốn mạng người đã bị mày giết. Dứt lời, thầy đạt há miệng phun ra một đợt linh lực tím đen tới trước mặt của tên tà sư. Chỉ thấy gã hét lên trong đau đớn, tiếng thịt cháy xèo xèo không ngừng bốc lên, cùng với từng làn khói trắng. Thầy đạt vẫn chưa thôi, linh lực trong cơ thể vẫn bùng ra, bị thiêu đốt cho đến khi thiêu dụi kẻ đối địch chỉ còn trơ lại một cái đầu lâu bết bát cái xác sang một bên. thầy đạt dần dần bình tĩnh lại. từng lớp da thịt vẫn còn quẩn quanh thần lực của vạc phổ minh. quả thực thứ thần lực cực hạn đó quá khủng khiếp. thả cho tôi. thả cho tôi. ở trong thành vạc lão thân vẫn còn đang rúng gió cả người vào. đối diện với cái chết tàn khốc của đồng bọn, lão xóm đái ra quần và vạt lạnh thầy đạt đứng đó lạnh lùng cuối cùng thở dài thầy đi ra ngoài cửa của mật thất tha lúc ông giết từng đó người giết cả chính con gái của mình ông có nghĩ là tha cho họ hay không Dứt lời thầy đạt vận lên thần lực kéo tảng đá nặng đến cả ngàn cân âm âm bịt lại cửa mật thất Lão thần vội vàng kêu khóc oai oái Thế nhưng thầy chẳng mảy may bận lòng Chỉ trực tiếp quay đi Từ bên trong mật thất Thổi lên một tràng gió lạnh Lạnh đến thấu da thấu thịt Lão thần vẫn đang ngoác mồm van xin Thì chật cứng học Từ trong không gian vang lên tiếng cười lanh lạnh Của trẻ có già có Nam có nữ có Lão thần sợ đến chết đến người Lão vội vàng quay lại Lúc này ở sau lưng chính là những vong hồn đã chết bởi mưu đồ của lão có ông giáo có bà hớn ở bên cạnh còn có cô trinh một tay còn đang bế đứa trẻ đỏ hoan hòn bê bết móng đang nắm lấy tay của anh chàng phu gạch tất cả những gì mà thầy đạt còn nghe thấy trước khi bước ra sân là âm thanh gào thét đau đớn đến tột cùng thầy khẽ ngoái đầu lại bản thân lão thân ơi là lão thân nếu như đời này lão không tham Thì đã không đến nỗi kết cục như vậy Thầy miếm chặt môi Thấy trong cơ thể có biến động Luồng linh lực từ vạc phổ minh Đang từ từ tan đi Như vậy cũng tốt Bởi lẽ thầy cũng không nghĩ Là thầy sẽ giữ lại bất kỳ thứ gì cả Kể cả là số vàng kia Có lẽ đây cũng là một bí mật Thầy sống để bụng Chết mang theo đứng giữa sân lúc này là 10 giờ sáng. Ánh nắng cuối mùa vẫn đủ làm cho thầy cảm thấy ấm áp. Thầy vươn vai một hơi, ngáp dài một cái. Thực sự là suốt cả một thời gian dài vừa rồi, thầy đã mệt mỏi lắm rồi. Thế nhưng chợt nghĩ ra điều gì, thầy chạy sang bên nhà lão thân kiểm tra. Vừa đặt chân lên trước sân thì đã thấy bà Sáu treo cổ chết từ bao giờ. Thầy thở dài ngao ngán, cái giá này quả thực là rất đắt Sau ngày hôm ấy Thầy Đạt đi vòng vòng trừ nốt số âm binh còn sót lại Của lão cổ sư ở trong làng Cũng xử lý luôn vụ con chó tinh nhà ông giáo Mọi việc xem như đã rảnh tay Thầy nghĩ việc nên làm nhất bây giờ Là đi mát xa một chuyến Mãi mới có cơ hội thành thôi Tội gì Đêm hôm ấy thầy quay về Vừa đặt lưng đến bên cái sập thì tự dưng có cơn gió lạnh thổi qua làm bung cả cánh cửa sổ. Thầy đạt chồm dậy, túm lấy túi đồ nghề rồi hỏi: "Ma thần phương nào? Tại sao lại vào đất nhà thầy?" "Thầy ơi, con Trinh đây thầy ơi." "Cô Trinh, những tưởng đã đi đầu thai cùng với mấy người kia." Vậy mà vẫn còn ở đây. Có chuyện gì vậy? Thầy đạt buông lỏng tiến ra ngoài hiên, nơi cách vong hồn cô Trinh vài mét. Con muốn xin thầy một việc. Nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Thầy đạt vẫn im lặng lắng nghe, chỉ đợi cô Trinh mở lời. Lạy thầy. Nhiều kiếp trước con là vợ của một vị quan vùng này sau bị thân nhân nhà họ phùng hại chết kiếp này lại đầu thai chính vào nhà họ phùng cũng chẳng may bị cái tâm tham độc hại chết con kể ra không phải là để cầu xin sự xót thương nhưng để thầy biết hoàn cảnh của con mà mở lượng từ bi cô nói đi xem nào Hóa ra nhân quả tuần hoàn là như vậy Trong lòng của thầy Đạt trùng xuống Thầy rút ra một điếu thuốc châm Đến lúc này Cô Trinh mới đưa đứa bé con còn đang đỏ hòn Trong tay cho thầy Đạt Cháu nó chưa đủ ngày đủ tháng Xuống giữa âm tòa Người ta không cho đầu thai ngay Còn muốn gửi cháu nó đi theo thầy chăm bẵm một thời gian Đến khi cháu ba tuổi Thì gửi cháu về âm tòa cho mẹ con con được đầu thai cùng nhau biết đầu hù, biết đầu kiếp sau lại có duyên mẫu tử thầy đạt im lặng điều này là vi phạm vào âm luật vốn dĩ là không thể nhận lời ai cô hiểu cho ai, cái này là không thể được cái này là vi phạm đạo đức cái này là là ai sao một lúc sau thầy đạt lại giáo hóa cho cô Trinh một bài về phép sinh tử Rằng nếu như có duyên thì đến một lúc nào đó tự khắc sẽ gặp được nhau Mong vong hồn của cô có thể buông bỏ đi chấp niệm Gió lại bắt đầu nổi lên Vong hồn cô Trinh tan vào trong mây gió Ngay đầu đó trên đầu tre ngọn đa Thầy vẫn thấy văng vẳng tiếng khóc nỉ non não lòng Có đôi khi có những chuyện mà người hành nghề phù thủy cũng chẳng thể làm trái được đứng ở giữa sân ngửa mặt lên nhìn khắp cả không gian thầy đạt trong miệng khẽ lẩm bẩm hỡi ôi việc âm gian vốn lắm gian chuẩn giữa người và ma nhìn đâu cho tỏ vàng rực rỡ mắt mờ mù đục kim châu lấp lánh Tài điếc ngu ngơ hỡi ôi những kẻ như ta sống giữa đồi cõi âm trần cũng chỉ biết cố mà cứu độ bách già trăm họ Nói đoạn Thầy khẽ cắn tay ngón tay bật máu Sau đó dùng thần pháp Mà họa hư không phủ lên Điều kỳ lạ là máu của thầy động lại trên không trung Tạo thành hình ảnh một phù ấn Mang chữ giải Thầy phẩy tay một cái Phù ấn bay vút lên tầng không Rồi hòa tan khắp cả làng Đây chính là giải toàn bộ Những nghiệp lực giúp cho các vong hồn vì lầm đường lạc lối theo tên cổ sư mà làm hại người dân làng được xóa đi nghiệp lực tại đây xuống cõi âm tòa sẽ bớt đi phần nào thống khổ thôi thì đấy cũng coi như là lòng từ bi vậy xong thầy đạt đang đứng oai nghiêm như vậy gió lồng lộng thổi mái tóc rối bời như vậy bỗng nhiên ừ ừ đau thế, ạ, đau đầu quá. Mỗi một lần làm phép lại cắn tay, đau đéo chịu được. Thôi 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 thôi. Đi đi bà, vào, đi bà. lấy cái gì để bắn vào bây giờ? Đau quá. Ôi. chuyện kính thưa quý vị và các bạn ừ. quả thực là 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 cái phép phù thủy của thầy đạt nó cũng nó cũng rất là chất lượng đúng không ạ? nó rất là chất lượng nó chúng ta ít thấy ở trong những cái bộ truyện à, pháp sư của của đạo giáo cũng như là của phật giáo nó mang một cái màu sắc rất là riêng và, và anh Tuấn thì rất hy vọng rằng là tác giả Nguyễn Hồng Dung sẽ khai thác thêm bộ này thì những cái miếng gọi là hài thì nó không đúng đúng không ạ nó, nó 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 đôi lúc nó có những một vài cái tình tiết tác giả cũng khéo léo có cái sự lồng ghép rất là khéo léo thì cũng như anh Tuấn cũng đã góp ý đó, là hiện tại thì có nhiều nhiều khi là cái hài nhiều quá các bạn đang phần nào bị hơi nhàm, Thế cho nên là các bạn khi mà đưa những cái tinh tế tấu hài thì các bạn sẽ khéo léo hơn tinh tế hơn thì thì nó sẽ tạo hiệu quả hơn thì có lẽ là chúng ta khán giả đang 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 hơi bị ngộ độc bởi những cái miếng hài nên là tất nhiên chúng ta vẫn cho vào nhưng mà nó sẽ phải 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 phải, phải tinh tế hơn trước rất là nhiều thì tác giả nguyễn hồng dung cũng có một cái sự cân nhắc à, anh nghĩ rằng là là bạn nên khai thác sâu hơn đều hơn về cái cái bộ này biết đâu được rằng là các bạn quý vị và các bạn phần này là vạc phổ minh sau này thì lần lượt đến tứ đại thần khí à, sau đứa tại tứ đại thần khí thì còn có thập nhị thiên thần khí đúng không ạ các bạn cứ, cứ lên tìm cái tư liệu về thập nhị thiên thần khí của phương nam cũng có rồi vớ vẩn là thời đạt lên phương bắc quậy phá trận ừ. có có nhị thập bát tú đại thân khí dữ dội quá thì chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp theo của tác giả nguyễn hồng dung một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại